sắp được khoảng 64 hộp cơm, 64 phần. Thì thường thường thì một ngày anh đi khoảng 2 lần. Nếu mà hôm nào mà có nhiều cơm thì mình sẽ đi nhiều hơn. Thì tranh thủ mình đi trong buổi trưa để cho các cô chú anh chị có cơm mà. Đó là một tình nguyện viên của chương trình Cơm Di Động, sáng kiến hỗ trợ cơm trưa nóng hổi đến tận tay người nghèo mưu sinh. Bà con gặp khó khăn trong dịch Covid-19 bùng phát mà không sợ tụ tập đông người, tránh lây lan dịch Covid-19. Chủ nhân của ý tưởng này là anh Nguyễn Tuấn Khởi, người sáng lập ngân hàng thực phẩm Foodbank Việt Nam. Nhiều năm nay, Foodbank Việt Nam là nơi thường xuyên cung cấp thực phẩm, bữa ăn miễn phí cho viện dưỡng lão, mai ẩm, nhà mở cho trẻ mồ côi tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Khởi cùng cộng sự lập nên 5 bếp yêu thương, mỗi ngày cung cấp 10.000 suất ăn miễn phí. Tuy nhiên, trước tình hình căng thẳng của dịch bệnh, tránh tình trạng tụ tập đông người, cũng không muốn ai bị bỏ đói, anh Khởi và các thành viên của bếp yêu thương đã nghĩ ra sáng kiến Cơm Di Động. Trong cái quá trình mình thành lập và mình tổ chức trao những cái điểm thì là người dân tập trung cũng rất là đông. Lúc ban đầu thì ít nhưng mà có ngày mỗi nơi hơn 500 người, mặc dù bếp hoạt động hết công suất rồi. Thì sau đó để giảm tải cho những cái bếp đó thì mình đã thành lập cái mô hình là cái xe cơm di động miễn phí á. Mình có những cái thùng xe như cái thùng giao hàng vậy. Xong rồi mình tập trung để mình đi trực tiếp đến từng nơi để mình trao tặng với cái lực lượng volunteer tình nguyện viên á, giảm ra, nó kéo cái lượng ra. Và qua đó Foodbank Việt Nam những cái điều phối viên á cũng biết rõ hơn về những cái xóm trọ, những cái nơi, những cái khu của ở của công nhân nghèo á, để mình lấy cái dữ liệu rồi để sau này để mình hỗ trợ cái thực phẩm thường xuyên cho họ luôn. Mỗi ngày bếp yêu thương hoạt động từ sáng sớm đến 9:30 để các tình nguyện viên kịp đi phát bữa trưa. Cơm canh và thức ăn được chia thành các phần ăn gọn gàng. 10 giờ cơm được xếp lên thùng hàng theo chờ các tình nguyện viên đi khắp thành phố, tìm đến tận nơi những người gặp khó để mời họ một bữa ăn ngon. Dạ đây cô, cơm mới nấu luôn á cô, nóng á cô dùng ngon miệng nha. Dạ dạ. Với lại cô bán đất hàng nha, mau hết cho cô nha. Trong ngày đầu tiên giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Foodbank Việt Nam và dự án Cơm Di Động vẫn duy trì hoạt động bình thường, thậm chí tăng thêm công suất và chuyển số lượng lớn đến từng khu trọ để giảm thiểu thấp nhất việc tập trung người trên các tuyến phố. Tất cả các điều phối viên ra đường đều có thẻ điều phối viên làm nhiệm vụ cung cấp thực phẩm thiết yếu, thực hiện nghiêm chỉnh giãn cách và bảo hộ đầy đủ. Và những cái thùng này không phải chỉ chuyển cơm không mà nó là chuyển, nó có rất điều rất là hay. Chuyến đầu tiên đi tặng cơm cho những người khó khăn, nhưng chuyến về á là có những cái mạnh thường quân, những cửa hàng hỗ trợ rau củ quả, chúng ta bỏ rau với gạo vô trong cái thùng đó. Hôm nay có cái chị đó ủng hộ 20 kg gạo hoặc là 20 kg rau, là cái đợt chúng tôi đi cái cung đường đó ngày xong mà đi chuyến đi về là chúng tôi sẽ nhận cái thực phẩm để chuyển về đây để tiếp tục nấu. Thì tôi nghĩ rằng là kể cả không có dịch thì chúng tôi cũng vẫn duy trì cái những cái thùng hoạt động này, nó ý nghĩa như vậy. Người sáng lập dự án khẳng định các xe cơm di động không chỉ phục vụ trong những ngày dịch mà còn sẽ được duy trì kể cả sau khi hết dịch, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.